Thưa các bạn, đây là một con đường rất là đẹp. Đấy, con đường này thì các bạn biết rồi đấy. Đây là Vô Lưu Vúc. Quý vị thấy không? Đường ba làn xe, trước đại học FPT, quy hoạch rất là ổn định. Cái trục đường này thì mình chắc mình đã từng quay các bạn. Thì hôm nay mình lại nói chuyện một câu chuyện. Đây là vì ý thức của người dân Việt Nam. Mình sẽ rẽ tay phải cho các bạn. Các bạn biết rằng là chỉ cách đây khoảng 2 tuần thôi, khoảng 1 tuần rưỡi là chính xác, 1 tuần thôi, thì con phố này thưa các bạn là một trong những con phố mình có thể nói với các bạn rằng là bị những kẻ, bây giờ mình phải nói rõ nhé, bị những kẻ đổ trộm rác đã sử dụng rất là nhiều. Có nghĩa là bọn chúng đã đổ trộm rác, mà đây nó thẳng là người dân mình chả phải ai cả, toàn là người dân mình thôi, những hộ kinh doanh cá thể hay những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có các doanh nghiệp quảng cáo. Đấy, mình phải nói nhé, các doanh nghiệp quảng cáo. Và đây thưa các bạn, đây là tòa nhà Viettel của chúng ta, rất là đẹp. Thì các bạn biết rằng là con đường này hiện tại giờ mình không biết tại sao đến giờ phút này thì nó vẫn chưa được bàn giao. Mình tin chắc là như vậy, tại vì sao, là vì mình thấy các cọc trụ bê tông nó vẫn còn nguyên. Nhưng mà con đường này thì đã đi được rồi, nói chung là hoàn thiện rồi. Nói chung vỉa hè các thứ cơ sở hạ tầng là gần như xong. Nhưng mà do về cái tình trạng là không ai quản lý, vì vậy thưa các bạn là rất nhiều những kẻ lợi dụng đã đổ trộm rác. Đây là rác thải công nghiệp nhá, không phải rác gia đình. Và thưa quý vị, thành phố mình, phường và quận đã rất là triển khai rất là nhanh chóng, lấy lại được cái mặt vỉa hè rất là đẹp. Có nghĩa là phải huy động một lực lượng. Đây quý vị nhìn này, huy động một lực lượng rất lớn này. Bây giờ phải để lại quý vị ra là cấm đổ, để cái dây ấy, cấm đổ rác. Đấy, nhưng các bạn này, mới được mấy hôm cái bọn đổ trộm nó lại đi đổ trộm rồi các bạn. Đây, có thể sạch được mấy hôm bọn chúng lại đi đổ trộm ấy. Bây giờ mình nhìn nhá, bây giờ mình nhìn ở đây là ai, bọn này là bọn nào. Bọn này 100% là bọn ra liên quan đến vấn đề cây cối ABC ở đây này, ra ô tô đây. Đấy quý vị thấy không, bọn chúng lại đổ. Có nghĩa là đợt trước này mình đã quay cho các bạn rồi, đây bọn chúng có đổ như này, nó đổ thành núi ở đây luôn. Đây quý vị này, cái chỗ quay không sao nhá, đây đổ thành núi đây. Và người ta đã dọn sạch, chính quyền địa phương đã cho các cấp ban ngành dọn sạch rồi, nhưng mà được mấy hôm chưa kịp làm sạch, quý vị thấy không, mà nó ra tận đường này. Thì giờ phút này thì quý vị đây, nó là hiện tượng này lại diễn ra nó trở lại. Và quý vị nhìn đi, đây mình thấy ở đây rất nhiều những cái gì nhỉ, những cái bao này là bao của chuyển phát nhanh này, bao của bọn chuyển phát nhanh. Đấy quý vị nhá, thì mình hỏi các bạn bây giờ là như nào đây. Đây quý vị thấy không, đấy mà toàn những cái bao của chuyển phát nhanh các thứ đây, nó làm như này. Đây quý vị thấy không, đấy. Thì thưa quý vị, vậy thì giải pháp ở đâu? Mình nói thật cho quý vị, chả có giải pháp nào. Lực lượng chức năng của chúng ta không thể suốt ngày đi rình bắt bọn nó được. Cái này là ý thức người dân. Công kiếm mất tiền rồi mà công ấy còn rất là nhố nhăng thưa quý vị. Mình cũng đề nghị là làm sao được chính quyền hay chủ đầu tư hay nhà thầu bây giờ cũng phải đi đến cái thống nhất đi. Chứ không bây giờ cứ để lại đường này là mất bao nhiêu tiền nhà nước bỏ tiền đi dọn rồi bọn chúng lại tiếp tục. Ở đây nhá, đừng đổi tại là cơ quan nhà nước, đừng đổi tại là chính quyền nhá. Đây 100% Dương Béo khẳng định quý vị, 100% là ý thức người dân. Đấy, thế thôi, không nói nhiều. Đấy, đây là điều mà rất là buồn. Thôi ok nha, đấy là một cái sự thực. Tí nữa mình sẽ lên trên đi kiểm tra lại những chỗ mình đã làm rồi. Và quý vị biết, đặc biệt là cái chỗ mình đã làm lại lần thứ 2 rồi, xem đến lần thứ 3
lại tác nhân là những cái thành phần nào, và chúng ta sẽ khoanh vùng được thành phần đấy và chúng ta lên án. Đón xem video tiếp theo.